Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tài chính, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 ước đạt khoảng 363,31 nghìn tỷ đồng, bằng 51,38% kế hoạch thủ tướng chính phủ giao. Kết quả này cao hơn cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn 42 bộ ngành và 26 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Theo ý kiến một số chuyên gia, để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư trong 3 tháng cuối năm, cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, điều chỉnh toàn bộ hoạt động dự án đầu tư công. Đây là giải pháp rất quan trọng vì chỉ khi một khâu chậm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, làm giảm động lực tăng trưởng. Bộ Công Thương mới đây đã đề xuất rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện tối thiểu từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần. Theo ghi nhận trên báo kinh tế và đô thị, đề xuất này được đánh giá là để phản ánh kịp thời biến động đầu vào, tránh giật cục còn theo ý kiến của các chuyên gia việc giảm thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện là cần thiết nhất là trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất nhiệt điện trên thị trường thế giới biến động nhanh và thay đổi thất thường bên cạnh đó việc giảm thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện sẽ chuyển đi tín hiệu giá điện cũng sẽ điều chỉnh theo cơ chế thị trường có lên có xuống để doanh nghiệp và người dân không tâm tư giảm thiểu lạm phát kỳ vọng khi giá điện biến động những năm gần đây, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đối mặt nguy cơ bị điều tra với các biện pháp phòng vệ thương mại mới khi mà xu hướng bảo hộ hàng hóa sản xuất trong nước của các quốc gia ngày một tăng. Bài viết trên báo Đạo Đoàn Kết cho rằng, độ mở của nền kinh tế Việt Nam rất lớn, các mặt hàng xuất khẩu ngày một nhiều, vì thế càng đòi hỏi phải có giải pháp ứng phó chủ động, thích hợp, hiệu quả từ cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội ngành hàng cũng cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp để ngăn chặn những rắc rối pháp lý ngay từ đầu. Hiện nay, Việt Nam có những cơ hội lớn trong hợp tác phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như là trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ năng lượng mới, nhưng theo phản ánh trên báo Hà Nội Mới, lĩnh vực này đang đứng trước thách thức rất lớn do sự thiếu hụt nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện Bộ đang chủ trì xây dựng để trình Thủ tướng vào cuối năm nay hai đề án quan trọng. Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghệ cao, đề án xây dựng một số trung tâm nghiên cứu đào tạo xuất sắc về công nghệ 4.0. Chuyển sang bài viết trên báo thời nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế đang đối mặt thách thức lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân nhưng không được phép vỡ quỹ phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn đức hòa khẳng định đối với bảo hiểm xã hội việc quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế không phải là hạn chế chi mà là bảo đảm chi đạt hiệu quả cao nhất không lãng phí vào các chi phí không cần thiết thách thức rất lớn hiện nay là rất khó tăng nguồn quỹ bằng việc tăng phí bảo hiểm y tế nên giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất vẫn là tập trung vào việc chi phí và hiệu quả theo phản ánh trên báo Tiền Phong, sau 3 năm giao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các tỉnh thành phố đã có nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có dự thảo trong đó có nội dung trả lại quyền chọn sách cho các nhà trường giáo viên. Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 20 tháng 12 và nếu được thông qua sẽ áp dụng trong năm học tới. Trung quanh vấn đề này, một số chuyên gia giáo dục cho rằng quyết định này là hợp lý bởi hơn ai hết giáo viên là người đứng lớp dạy học sẽ hiểu sách nào hay phù hợp với học sinh, đồng thời cũng giảm thiểu được sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xuất bản, đảm bảo việc chọn sách được khách quan, minh bạch hơn trước đây. Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Thể dục thể thao. Trước năm 2012, khu liên hợp sống bằng ngân sách nhà nước, mỗi năm được rót trên dưới 10 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến nay, khu liên hợp được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cho thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100%. Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, tính đến tháng 8 năm 2023, khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã nợ đến 869 tỷ đồng ngân sách nhà nước, không có khả năng chi trả. Trong khi đó, các vận động viên đội tuyển điền kinh hay là bơi lội quốc gia lại hiếm có cơ hội được tập luyện tại đây. Lý do vì chi phí vận hành rất tốn kém, đó là chưa kể khu liên hợp cũng không có chỗ ăn ở cho vận động viên nếu họ về đây tập luyện thi đấu.